Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh của Jusmart. Cái bộ emoji có sẵn trong Messenger hẳn là cũng rất là thú vị rồi đúng không các bạn? Nhưng mà trong trường hợp bạn đang muốn lấy chính cái bộ mặt của mình ra làm emoji để cho nó thêm cá tính thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ứng dụng có thể làm được điều này. Ngay sau đây chúng ta sẽ bắt đầu vào video. Đầu tiên, cái thứ các bạn cần phải cài đầu tiên đó là Google Keyboard, hay được nhắc đến cái tên là Gboard. Đọc là Gboard thì nó hơi sai, tại vì phiên âm tiếng Anh nó là Gboard thì đúng hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ vào thử vào trong Messenger để chúng ta mở hộp thoại chat. Và sau đó là kích hoạt bàn phím. Chúng ta sẽ bấm vào nút emoji ở dưới này. Và các bạn có thấy cái hình tờ giấy ở dưới này không? Chúng ta sẽ phải bấm vào đây. Sau khi chúng ta bấm vào đây thì chúng ta sẽ thấy một bộ emoji mặc định sẵn trong Gboard. Nó là như thế này, trông cũng ngộ nghĩnh không kém đúng không? Nhưng đây không phải là chủ đề chính của video, mà chúng ta sẽ phải vào dấu cộng này. Thì trong Gboard chúng ta có hai sự lựa chọn, đó là tải hình dán nhãn có sẵn của Google hoặc là tải Bitmoji. Bitmoji là một ứng dụng plugin bên thứ ba mà nó dành cho Gboard này. Thì các bạn hãy bấm tải Bitmoji nhé. Sau khi ứng dụng đưa bạn vào Google Play Store thì các bạn hãy bấm cài đặt. Và sau khi cài đặt xong, các bạn bấm mở ứng dụng Bitmoji này lên. Cái ứng dụng này có một đặc điểm đấy là nó không có liên kết với tài khoản Google hay là Facebook gì cả, mà các bạn buộc phải lấy chính tài khoản email của bạn để mà đăng ký tài khoản mới. Thì ở đây mình đã có sẵn tài khoản rồi, thì mình chỉ làm việc đăng nhập Gmail của mình mà thôi. Thì sau khi các bạn vào ứng dụng này, nó sẽ cho các bạn hai sự lựa chọn là nam hay là nữ. Thì ở đây mình là nam thì mình sẽ chọn nam thôi. Chọn Continue. Hãy bấm cho phép để cho ứng dụng truy cập được vào camera của máy. Mình sẽ chụp cho các bạn xem. Đó, và như bạn có thể thấy là sau khi mình chụp ảnh của mình xong thì máy chủ của ứng dụng sẽ phân tích để xem nó khớp với cái mẫu mặt nào mà họ đã vẽ sẵn trên máy chủ của họ. Nếu như các bạn không tin thì mình sẽ thử chụp khuôn mặt của anh Xuân Trường xem liệu nó có thay đổi gì không nhé. Vâng, vậy là sau khi mình đã lấy mẫu mặt của Xuân Trường thì nó đã tự động chọn khuôn mặt là nó khá là cao hơn rất nhiều so với mình ban nãy. Đó, như vậy các bạn có thể thấy là ứng dụng này không hề giảm tí nào, đúng không các bạn? Và bây giờ quay lại với khuôn mặt của chính mình. Việc tiếp theo bạn sẽ phải làm đó là chọn kiểu tóc. Cũng có thể trong tương lai cái ứng dụng này nó sẽ được cập nhật AI giúp cho khả năng nhận diện cái kiểu tóc của bạn nó tốt hơn, thay vì phải chọn bằng tay như thế này. Nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì bạn buộc phải chọn bằng tay mà thôi. Đó, các bạn có thể thấy là mọi kiểu tóc, thậm chí là ngay cả những kiểu của HKT cũng có, đầy đủ hết tất cả cho các bạn luôn. Đó, các bạn có thể thấy là mình lướt rất sâu, nó đã liệt kê ra cho các bạn tất cả các kiểu tóc trên thế giới có thể tồn tại được trên đời. Vâng, thật sự là rất là ghê gớm. Và phần tiếp theo đó là chọn kiểu râu của bạn. Thì nói thật là mình không có râu, cho nên mình xin phép bỏ qua phần này. He he. Tiếp đến là chọn kiểu mắt. Thì như cái con mắt của mình, các bạn có thể thấy là khuôn mắt, là cái mắt của mình này, cái mí mắt nó bị trùng xuống dưới như thế này đây. Đó, thì bây giờ các bạn sẽ phải chọn một cái kiểu mắt mà nó khớp gọi là khớp gần nhất với cái mắt của mình mà thôi. Tại vì ứng dụng này nó cũng không phải là nghiên cứu quá sâu về cái vấn đề này. Đó, thì cái kiểu mắt của mình gần như là phải kéo xuống tận dưới may ra mới có. Đây, như mình đã chọn đây rồi. Và tiếp đến là chọn lông mi. Thì lông mi của mình cũng phải phức tạp lắm. Nó không phải là kiểu sách ngược dựng lên như thế này, trông nó khá là đàn bà phải không? Mình sẽ chọn loại bình thường nhất mà thôi. Và tiếp đến là chọn kích thước mắt. Và đây là khoảng cách giữa hai con mắt. Đó, và màu mắt. Màu mắt thì đa số chúng ta sẽ chọn màu nâu đen, đúng rồi. Đa số người Việt chúng ta sẽ chọn màu nâu đen mà thôi. Tiếp đến là chọn lông mày, nhưng mà thật sự trong cái ứng dụng này, cái kính thì nó đã che mất cái lông mày rồi, cho nên thật sự là các bạn chọn là sẽ hơi khó khăn đấy. Và phần tiếp theo nào? Ở phần tiếp theo sẽ là phần chọn mũi. Mũi thì cũng có nhiều vô kể luôn, tùy theo các bạn chọn mà thôi. Phần này phần chọn kính mắt này, và phần này phần chọn cằm. Tiếp theo là phần chọn cái độ, gọi là độ dày của mặt. Phần này là phần chọn môi. Tiếp đến là với phần chọn tai, bạn hãy chọn kích thước tai cho phù hợp nhé. Ngoài ra thì bạn còn vô số những cái tùy chỉnh khác mà bạn hoàn toàn có thể khám phá ra rất là nhiều luôn. Đó, sau khi các bạn đã hoàn thành thì các bạn hãy bấm về trên này. Vậy là ứng dụng đã thiết lập xong toàn bộ emoji mà nhà phát triển ứng dụng đã tạo sẵn. Nó chỉ khác ở chỗ là khuôn mặt của bạn là không bao giờ giống một ai trên đời được cả. Đó, các bạn thấy là cực kỳ đa dạng với mọi thái độ, mọi hoàn cảnh. Với cái số lượng như này thì mình chắc là các bạn sẽ chẳng bao giờ dùng hết nổi đâu. Thật sự kỳ là nhiều luôn. Và bây giờ chúng ta sẽ quay lại ứng dụng Messenger quen thuộc của chúng ta nhé. Chúng ta sẽ kích hoạt bàn phím này.
bấm vào nút emoji. Và các bạn hãy chú ý là nó có riêng một tab vừa mới được lập, đó là tab của ứng dụng đấy. Các bạn phải bấm vào đây thì nó mới hiện lên. Đó, vậy là toàn bộ những cái emoji mà ứng dụng đấy nó thiết lập cho chúng ta, nó đã được add vào phím Gbox. Và giờ thì rất đơn giản, chúng ta cứ thoải mái mà dùng gửi, send cho bạn những cái emoji thú vị dành cho những người bạn của bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của Chu Smart. Hẹn gặp lại. Chu Smart, hệ thống sửa chữa điện thoại số 1 Hà Nội.